nay ngày 29 tháng 7 sinh nhật của bé Bình An. Ba thay xin thay mặt bé Bình An và gia đình gửi lời cảm ơn tới ông bà, cha mẹ, cô chú, bạn dì, họ hàng đã đến chung vui với gia đình chúng con. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Được phép thưa bạn của ba con, em chào cô chú ạ. Dạ, tiếp theo là bạn của mẹ con ạ. Dạ, và con xin thưa họ hàng bên nhà nội và nhà ngoại đã xin cảm ơn mọi người đã có mặt ở trong đêm hôm nay để chung vui với lại gia đình của tụi con. Dạ vâng, không cần gì nhiều hơn là con xin chúc lời chúc sức khỏe đến mọi người, chúc mọi người được tràn nhiều niềm vui. Dạ vâng ạ. An ơi. À. Dạ vâng, xin mời mọi người vào dùng tiền ạ. 1 2 3. Yo. Mom, Dad, Mom, Dad, Mom, Dad, Mom, Dad, Brother, Sister, Brother, Sister, Brother, Sister, Brother, Sister, Grandma, Grandpa, Grandma, Grandpa, Grandma, Grandpa, Grandma, Grandpa. I love my family. I love my family. Oh yeah, yeah, I do. I love my family. I love my family. Oh yeah. It's true. Mom, Dad, Mom, Dad, Mom, Dad, Mom, Dad, Brother, Sister, Brother, Sister, Brother, Sister, Sister, Grandma, Grandpa, Grandma, Grandpa, Grandma, Grandpa, Grandma, Grandpa. I love my family. I love my family. Oh yeah, yeah, I do. I love my family. I love my family. Oh yeah, yeah, it's true.
An. Bà chúc bé An mau lớn, học giỏi, ăn ngoan, ngủ giỏi, nghe lời ba mẹ nha. Happy birthday bé An. À, nhân dịp thôi nôi sinh nhật một tuổi của bé An, con đang chúc bé An khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn và có cuộc đời bình yên như tên của con vậy đó.